Trong phim Khúc biến tấu ánh trăng, nhân vật Trú Xuyên và Sơ Lệ được thiết lập như bao năm nữ chính trong các bộ phim thần tượng khác. Vẫn là anh chàng bá đạo, Trú Xuyên với danh xưng đại thần, đẹp trai, tài giỏi, gia thế tốt, còn cô nàng ngốc bạch ngọt. Sơ Lệ lại đáng yêu, lạc quan, tuột bùng, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Dựa vào hình tượng quen thuộc này, biên kịch đã đắp nặn thêm sức hút cho Sơ Lệ và Trú Xuyên. Trên Weibo, Trú Xuyên luôn thể hiện mình là chàng trai ôn nhuận, ấm áp. Chính vì thế, người hâm mộ đã yêu ái gọi anh là Xuyên công tử dịu dàng như ngọc. Thực tế, tính cách của anh chàng có phần trẻ con, thích làm theo ý mình lại độc miệng. Nên vẫn thường bị người bản thân giang dự thanh, dọa bộc phốt. Thế nhưng trong lòng anh vẫn luôn tồn tại một Thế nhưng trong lòng anh vẫn luôn tồn tại một tầng ấm áp, sẵn sàng thấu hiểu người khác, không hề ngang ngược, luôn tự cho mình là đúng. Trong khi đó, sơ lệ là cô gái tục bùng, ràng rỡ, đáng yêu, nên dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác. Tốt với người nhưng không đồng nghĩa với việc nhấn phân thiệt về mình, đó chính là tính cách của sơ lệ. Đối với những khó khăn ập đến, cô dùng sự lém lỉnh, thông minh và kiên cường để đối phó, thay vì dựa dầm vào nắm chính như các nữ chính trong ngôn tình khác và một trong những điểm đáng yêu của bộ phim chính là câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính không hề rời xa thực tế ngay từ lần đầu gặp gỡ, Trú xuyên và sơ lệ đã trở thành oan gia ngõ hẹp nhìn nhau không thuần mắt nhưng rất nhanh thái độ của Trú xuyên đã quay 180 độ. Không phải vì phải lòng nữ chính mà anh vô tình phát hiện người bạn cùng mình ngày ngày nhắn tin trên mạng chính là số lệ. Đây cũng là điểm thú vị nhất mà biên kịch đã nêm nếm cho câu chuyện, bọn họ từ tranh cãi đến hòa hợp, dùng thấu hiểu và bao dung để đi đến tình yêu. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.